Hello các cụ, hello các anh chị em. Chúc quý vị có một ngày thật là an lành, nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe. Vâng, và hôm nay thì em gửi đến cho quý vị một cái đoạn test của một cái sản phẩm rất là hay. Đây là cái mong mạch công suất của cái chiếc loa Edifier. Hiện tại thì em đã DIY nó vào một cái vỏ thùng loa mini và tặng thêm cho quý vị một cặp loa toàn giải bát 10 cm được tháo từ chiếc loa mini của hãng Joyesound. Và cái máy công suất này nó chạy hai con STK, nó có công suất là khoảng 20W một kênh, chiều kháng từ 4 cho đến 8 ohm, chạy điện 100V. Và đây là cái sò tản nhiệt. Đây là hai cái nút chỉnh, một là volume, hai là nút chỉnh âm lượng bass. Đây là cái đường ra của âm thanh. Thì chúng ta có thể là nghe trực tiếp trên cái loa này cũng được, hoặc là có thể là cắm cái loa ngoài vào để chúng ta nghe cũng được, không sao cả. Với cái mạch công suất này thì nó kéo được các cái loa bass từ 16 trở xuống. Nhưng khi chúng ta chơi các cái loa bên ngoài thì chúng ta phải ngắt các cái loa bên trong này đi, còn không cứ để nguyên như thế này thì chúng ta chơi hai cái loa này. Và khi thiết kế như thế này thì chúng ta sẽ có âm thanh lập thể 360 độ. Và hiện tại thì em đang cắm nó với lại một cục thu nhận Bluetooth. Bây giờ mời quý vị lắng nghe nhé. Love me.
Vâng thưa quý vị, nếu như chúng ta cần chuyển nó thành cái loa di động thì có thể đổ thêm pin vào đây được. Vì con này nó chạy nguồn điện là DC 18V. Còn hiện tại là qua cục biến thế thì là AC 100V. Và chúng ta có thể là chế thêm một cái mạch tích hợp cái bo mạch Bluetooth ấy. Thì em trên Shopee em thấy họ bán nó chỉ khoảng là 80-90.000 đồng thôi, hoặc đến 100.000 đồng một cái bo mạch Bluetooth. Thì chúng ta có thể cấy thêm vào, hoặc là mua cái miếng Bluetooth nó bán ở ngoài và cắm qua cái đường USB cũng được đó, hoặc là có thể độ thêm pin vào, nó rất là dễ dàng, bởi vì là thời đại này thì chúng ta có thể là đi qua mọi thứ được. Và cái chiếc bo mạch này thì là em bán có 500.000 đồng thôi, khuyến mãi cả hộp, khuyến mãi luôn cả một đôi loa toàn giải, quá là tuyệt vời, quá là rẻ đúng không quý vị? Và quý vị nào thích bé em nói về chơi thì vui lòng alo cho em theo số điện thoại 0954 511 460. Vâng, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.